Các bạn thấy này, nóng cái là nó giảm dòng sạc về không luôn này. Kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay mời anh em cùng mình mần thịt Zen Duo Super Mini X3, viên pin sạc dự phòng rất hot trong thời gian ngắn vừa qua vì mức giá cực tốt và cấu hình rất là khủng. Chỉ với khoảng độ 350 đến 360 khi mà săn sale áp mã Shopee Video, anh em sẽ mua được viên pin 10.000 mAh với công suất in-out lên đến 45W các bạn nhé. 45W in-out. Đó. Với cái tầm giá như vậy thì trước đây chúng ta có một cái lựa chọn mà được anh em vẫn rất là tín chỉ, tín nhiệm. Bây giờ thì vẫn đang khá là tín nhiệm. Đấy là Cooptech PB100 và nó mới ra bản cập nhật là PB100S. Thì cái viên này chúng ta sẽ có 2 cell 21700, rate capacity rơi vào khoảng sấp xỉ 6.000 mAh khi mà xả 5V 3A, có in-out là 30W. Thế còn viên Zen Duo này lên đến 45W in-out, dẫn đến việc là nó rất hot này. Nhưng mà viên Cooptech này thì anh em lưu ý là sẽ được bảo hành 12 tháng. Thế còn viên Zen Duo này mình thấy các shop chỉ để bảo hành là 6 tháng thôi. Thì 6 tháng bảo hành cũng là một khoảng thời gian chênh lệch khá lớn nhá. Thì các bạn cần cân nhắc này. Tiếp đến thì cái viên Zen Duo này thì theo thông tin các shop họ đưa cũng như anh em hỏi thì nó đã kiểu hết hàng ở bên hãng rồi. Nên là nó gần như kiểu sắp trở thành hàng limited rồi các bạn. Không biết về sau thì các shop họ sẽ chuyển cái chế độ bảo hành khi mà hết hàng sang như nào, họ có hoàn tiền hay là đổi sản phẩm khác hay không. Đấy, cũng là một điểm đáng cân nhắc. Viên này thì mình đã thấy trong group có rất nhiều anh em mua rồi. Bản thân mình thì cũng mua từ những ngày đầu mà các shop họ mang về bán. Mình đã test tủng, gọi là các anh em cũng đã test tủng xong xuôi hết rồi. Mình chỉ băn khoăn mãi một điều là cái nhiệt độ của nó, kiểu nó là viên pin sạc dự phòng mà mình thấy là nó nóng nhất trong những viên mình gặp gần đây. Nên là cái video này bị delay mãi đến hôm nay, khi mà các cái đo nhiệt độ của mình về ấy, mình cảm thấy nó ok rồi thì mời anh em cùng mình test nốt cái phần cuối là nhiệt độ khi sạc vào hay xả ra của viên pin này. Tại vì đây là một viên pin hiếm hoi mà mình gặp. Input lên đến 45W nhưng nó có thể kéo 45W từ đầu cho đến sấp xỉ 90% pin nó mới vào giảm dần công suất để sạc đầy cho pin. Tức là nó kéo 45W gần như kiểu từ đầu đến cuối luôn, không hạ nhiệt độ. Mặc dù là mình đang test, mang ra test rất nhiều môi trường khác nhau, kể cả những hôm mà mình bật điều hòa, có những hôm mà thời tiết rất nóng mình bỏ hẳn nó ra ngoài hành lang nơi rất là nóng, mà sạc từ đầu đến cuối thời gian nó vẫn không thay đổi, công suất của nó vẫn kéo từ đầu đến cuối như vậy. Và mình cũng test xả ra thì đây là một viên hiếm hoi mà công suất 45W mà mình có thể xả nó từ đầu cho đến khi hết sạch pin các bạn nhé. Ở công suất 45W mà nó không ngắt giữa chừng. Đấy. Là mình băn khoăn là không biết bên trong này nó có cảm biến nhiệt độ hay không, hay là cái chế độ bảo vệ quá nhiệt của nó hoạt động như nào mà nó có thể in out 45W từ đầu đến cuối như vậy, không hạ công suất. Cái đấy thì cũng có phần có lợi cho chúng ta là thời gian sạc vào nó rất là nhanh. Mình test thì nó chỉ loanh quanh 5-9 phút đến hơn 1 tiếng một chút, một vài phút thôi. Tức là nó loanh quanh khoảng 1 tiếng để có thể sạc đầy cho viên 10.000 này rất là nhanh. Và khi mà các bạn cắm những tải 45W nó có thể kéo từ đầu đến cuối mà không sợ bị ngắt thì đấy là lợi cho chúng ta. Nhưng mà cái nhược điểm là nó khá nóng theo cái cảm nhận của mình. Thì hôm nay cái đo nhiệt độ của mình đã về, thực ra mình đã mua vài cái nên là nó bị lâu như vậy. Trước đấy là mình có mua một cái đo nhiệt độ như này các bạn này. Cái này thì cũng đo được bạn nhé. Một số anh em trong group là giới thiệu cho mình là đo được. Thế nhưng mà khi mà đo để ra được kết quả chính xác thì các bạn cần dựa trên cái bề mặt mà các bạn đo. Các bạn xem đấy là bề mặt gì, các bạn cần tính thêm cái hệ số bức xạ nhiệt này vào nữa thì nó mới ra được nhiệt độ chính xác. Thế còn sau đấy thì mình đã mua một cái loại đắt tiền hơn để có thể đo một phát ra kết quả luôn, không cần phải quan tâm đến hệ số bức xạ nhiệt đó. Nói qua một chút ban đầu vậy thôi. Ok, rate capacity của nó khi mình xả ở 5V 3A nó ra sấp xỉ 6.000 mAh các bạn nhé. Thì nó cũng xem viên Cooptech này, viên Cooptech này cũng ra sấp xỉ 6.000 mAh đó. Viên này thì mình không thấy có chế độ sạc nhỏ giọt. Khi mà nhấn giữ hay là nhấn nhiều lần nút nguồn này nó không vào cái chế độ đó. Điều này thì sẽ có ý nghĩa, cái chế độ sạc nhỏ giọt ấy, nó sẽ có ý nghĩa nhiều khi mà anh em sử dụng sạc cho các tai nghe True Wireless hoặc đồng hồ thông minh. Tại vì những cái cục sạc mà có chế độ sạc nhỏ giọt thì các bạn sẽ đảm bảo được việc sạc đầy cho tai nghe True Wireless hoặc là đồng hồ thông minh, nhất là những cái đồng hồ mà nó sạc thông qua một cái đế sạc không dây các bạn. Thì những cái đồng hồ đấy rất dễ bị ngắt giữa chừng khi mà chưa đầy pin hẳn, nếu như các bạn cắm vào sạc dự phòng mà không có chế độ sạc nhỏ giọt các bạn nhé. Thì viên này thì mình không thấy có. Thế còn với những viên không thấy có chế độ sạc nhỏ giọt như này, có khi các bạn cắm những cái đồng hồ mà sử dụng cái dây sạc trực tiếp này, không qua
cái đế sạc không dây thì có thể là có những lần nó sẽ sạc được đầy bình thường, nhưng có thể là có những lần nó sẽ bị ngắt giữa chừng. Thế còn với những cái đồng hồ mà sạc qua đế sạc không dây ấy, thì có thể phần nhiều nó sẽ bị ngắt khi chưa đầy hẳn pin. Quay qua một chút về độ hoàn thiện cho anh em thấy, đây là một viên pin 10.000 độ hoàn thiện rất sang xịn mịn luôn. Viên này mình mua sớm ở một cái shop ở rất là gần Bắc Giang mình, nên là mình đu đỉnh với mức giá là 399.000. Thế còn thấy anh em mua được với mức giá rẻ hơn khá nhiều. Nó có một cái lớp vỏ bằng nhựa, nhưng mà cái bề mặt nó làm gần giống như kim loại các bạn. Cảm giác nó như kiểu là không phải là sơn đâu, mà giống kiểu nó mạ lên ấy. Thì lát chúng ta sẽ cùng bung thử và mình sẽ cậy thử xem cái bề mặt này họ làm như nào. Phải nói là rất là xịn mịn luôn. Những cái viên Zendu ngày xưa mình giới thiệu cho anh em phiên bản 20.000, nó cũng hoàn thiện bề mặt như này. Đây, ở đây chúng ta có số series này, nó khá là nhỏ gọn, mỏng so với Cooptech PB100P này. Thì nó sẽ to hơn, dài hơn, nhưng nó sẽ mỏng hơn các bạn nhé. Vì đây là pin 18650, đấy, theo dự đoán là như vậy. Lát sẽ cùng bung thử xem là đến từ hãng nào. Tiếp đấy là pin bên này là pin 21700, nên là nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ dày hơn. Cooptech này thì sẽ có sạc nhỏ giọt. Tiếp đến thì các bạn sẽ có 3 cổng. Ở đây mình sẽ quay cho anh em xem độ hoàn thiện. Phải nói là cái lớp vỏ này cầm rất là xịn mịn luôn. Giờ chúng ta sẽ cùng check nhanh các chuẩn sạc các bạn nhé. Viên này thì 45W, thế nhưng mà nó là PD45W thôi. Khi mà anh em sạc cho Samsung ấy, nó chỉ nhận là siêu nhanh thôi, chứ không nhận là siêu nhanh 2.0 các bạn nhé. Viên này mình đang sạc nó về 0% ấy. Để tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau test cái sạc vào xem nhiệt độ của nó như nào. Hy vọng là sẽ còn đủ điện để chúng ta check cái cổng A này. Đó, đây là các profile mà quên cổng C của viên pin sạc dự phòng này hỗ trợ. Chúng ta sẽ có quick charge 2.0 và 3.0 các bạn nhé. Có PD này, PD ở đây lên đến 45W và có là profile 20V 2.25A. PPS ở đây là 4.05A, nhưng khi cắm vào máy Samsung nó chỉ nhận là sạc siêu nhanh các bạn nhé, không nhận là siêu nhanh 2.0. Anh em lưu ý điểm này. Mình đã test với S24 Ultra của mình. Tiếp đến thì hai cổng A còn lại sẽ có một cổng A thường, mắc là 5V 3A, một cổng A là có sạc nhanh 18W các bạn nhé. Cái này nó hết pin mất rồi các bạn. Cổng A này chúng ta nên bỏ qua đi, tại vì chủ yếu viên pin này mạnh nhất của nó là cổng C mà. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành setup để sạc vào các bạn nhé. Ở đây thật là tình cờ mình có hai viên pin, một viên đã bung ra rồi và một viên còn nguyên. Chúng ta sẽ cùng sạc vào hai viên pin này. Đây là hai viên pin input 40W, còn viên này là input 45W. Chúng ta sẽ cùng nhau sạc nó vào để xem cái nhiệt độ của nó như nào các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sạc đồng thời cho 3 cục sạc này bằng 3 sợi cáp 50cm này, tải mắc là 240W này. Tiếp đến thì 3 cục sạc ở đây đều là cục sạc 100W của Urin này, 100W của Urin nữa này, 160W của Urin. Cắm cả 3 thằng vào, cắm cục sạc to như vậy để tránh trường hợp nó cục sạc bị nóng và sẽ bị hạ công suất các bạn nhé. Xem qua một chút về mặt nhiệt độ trước khi đo này các bạn này. Đó, viên pin thì nó chỉ đang ở mức khoảng độ 27 độ thôi này các bạn này. Bên này cũng xem kiểu đấy, 26 độ. Viên bên này 25 độ các bạn nhé, nó chênh một chút xíu. Đó. Tất cả 3 viên mình đều xả về 0 rồi các bạn nhé. 0 này. Viên này cũng 0 này. Để xem là nó có nóng thực tế như vậy hay không, hay là do mình lâu không gặp mình tưởng tượng ra một viên pin bị nóng như vậy. Cả ba đã bắt đầu nhận sạc này các bạn này. Các bạn có thể nhìn thấy viên pin Zendu của chúng ta đã nhận vào là 45W các bạn nhé. 44.89, 44.9 luôn này. Nhiệt độ phòng của mình đang ở mức 29 độ. Mình không bật điều hòa vì hôm nay thực ra 29 độ cũng khá là bình thường.
Đây, hai viên pin này khi mà 0% pin ấy, nó chỉ nhận cỡ 35W thôi này các bạn này, 34W này. Cả hai đều như vậy, 0% pin. Mặc dù là input max của nó lên đến 40W các bạn nhé. Viên này là input max lên đến 45W. Đó. Vừa cắm vào được mấy phần trăm đây? 1%. Thì nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên rồi. Bên này ấy, nó hở trần ra này. Các bạn có thể nhìn thấy nhiệt độ tăng lên luôn này. Đó. Nó sẽ nóng nhất ở khu vực quận cảm và bốn con MOSFET này các bạn này. Đấy. Bên này chúng ta có thể soi được ra. Bên này vẫn chưa nhìn thấy gì vì đây, chúng ta sẽ nhìn ở mặt sau này. Chưa có gì các bạn. Bên này thì đã bắt đầu tăng lên rồi này. Trông có vẻ nhiệt độ nó đã ổn định rồi các bạn. Hai viên cúc tách của mình ấy, lúc mà 0% pin nó chỉ nhận cỡ 34W thôi. Thế đến bây giờ nó đã nhận xấp xỉ 40W rồi này các bạn này. Bên này cũng là 38,05 này. Xấp xỉ 40. Thế còn viên này thì nó vẫn kéo 45W trên 45W từ nãy đến giờ các bạn. Giờ chúng ta sẽ cùng check nhiệt độ các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ check viên cúc tách này trước. Anh em sẽ thấy điểm nóng nhất mình dí camera vào này là 42 độ ở ngoài vỏ các bạn nhé. Vỏ của viên này. Đó. Lật mặt sau lên này. Mặt sau là quận cảm với cả ấy này. Với cả 4 MOSFET này. Nó là 40 độ các bạn nhé. Đó. Sang bên này viên cúc tách mà chúng ta lột trần ra đúng không ạ? Đây. Điểm nóng nhất của nó chúng ta đo trực tiếp ở quận cảm với MOSFET này. Nó rơi vào khoảng 70 độ các bạn. 70 độ ở trong lõi nhưng sờ bên ngoài chỉ là 40 độ thôi. Các bạn thấy chênh lệch nhiều không ạ? Sờ vào đây nóng rát tay luôn. Nhưng mà sờ bên ngoài này lại rất bình thường. Chuyển sang viên Zen Duo của chúng ta này. Điểm nóng nhất khi mà mình di máy đo vào nó sẽ rơi vào khoảng 50 độ các bạn nhé. Chúng ta sẽ lật cái mặt sau này lên. Bên cạnh này nó nóng đến 55 độ này. 54, 55 độ này các bạn này. Mặt sau này mới là mặt nóng này. Nó lên 60 độ ở ngoài vỏ các bạn nhé. Lưu ý với anh em là nguyên vỏ mà ở ngoài vỏ là 60 độ. Nên mình mới bảo đây là viên pin mà sờ ngoài vỏ là viên pin nóng nhất mình từng gặp. Những viên mình test trở lại gần đây trở lại. Đó. Bên này sờ ngoài vỏ chỉ tầm độ 40 độ thôi, sờ rất là bình thường. Mặc dù trong lõi này. Trong lõi lên đến 70 độ các bạn này. 69, 70 độ này. Đó. Trong lõi sờ giáp tay nhưng sờ bên ngoài lại rất bình thường. Đấy. Còn bên này sờ bên ngoài đã là 60 độ rồi. Đó. Mà mình mới sạc ở đây được là từ lúc bắt đầu 21% nó đã ổn định ở cái nhiệt độ này rồi. Bây giờ đã lên được 27% rồi. Tức là cái viên pin này của chúng ta thì nó sẽ thường bị nóng rất là lâu các bạn. Đây mình sẽ đo xuống bên dưới cho anh em xem nhé. Đây là điểm nóng nhất này. Mặt sau này đi. Điểm nóng nhất là lên đến sấp xỉ 60 độ các bạn nhé. Sau rồi chúng ta kéo xuống dưới các cái cell pin này nó cũng phải nóng. Thời gian tương tự như thời gian viên pin sạc. Nó cũng phải nóng đến 45-46 độ trong gần như toàn bộ chu kỳ sạc. Cho nên việc là làm mình cũng rất là băn khoăn không biết bên trong này nó có cảm biến nhiệt hay không. Và cái cảm biến nhiệt nó hoạt động như nào mà viên pin này nó nóng như vậy. Giờ chúng ta sẽ cùng bung luôn cho nóng các bạn nhé. Và viên pin này nó dị một cái là bây giờ các bạn mang đi xả 45W ấy, nó vẫn cứ xả đến lúc hết pin được mà không sợ bị ngắt giữa chừng luôn. Đấy. Nên là mình rất nghi ngờ bên trong nó không có cảm biến nhiệt độ. Thì để tháo ra thực tế xem bên trong nó như nào. Thế còn về mặt giá trên cấu hình là rất là tốt rồi. Chỉ có mỗi phần nhiệt độ thôi. Nóng các bạn. Phải nói là nóng. Xem mấy cổng này. Quên không check từ nãy. Ngay các cổng. Các cổng này thì nó bằng kim loại nên nó sẽ dẫn nhiệt ra là nhanh nhất. Và dẫn ra sát với... Đấy, nó lên đến cao nhất là 65 độ này các bạn này. Nó sẽ sát nhất với nhiệt độ bên trong. 65 độ các bạn. Anh em cứ bảo là bình thường với mát thì thực ra chắc là đây là so với mình, so với những viên pin sạc dự phòng mình test gần đây thôi. Mình thấy nó cao thôi. Thế còn nhiệt độ này thì nhiều anh em bảo vẫn là bình thường. Mình không biết như nào. Mình thấy là rất cao so với những viên gần đây mình test. Nên là mình đã phải chờ cái đo nhiệt độ này về. Đó.
hỏi được một cái ngàm các bạn. Hy vọng là sẽ không bị chảy xước, đây là viên pin rất đẹp các bạn. Những viên pin này nó không đắt nhưng mà nó đẹp quá. Bung ra cũng tiếc. Cẩn thận đứt tay. Cái này nó rất là giống một lớp mạ kim loại các bạn. Ui dồi, ôi chảy mất rồi. Cái chỗ này thì không nói, nhưng mà cái chỗ trên này nó cũng là một cái lớp sơn. Đó. Nó sẽ có thể bị chảy các bạn nhé, nhưng mà thực sự là bề mặt này họ làm quá đẹp đi. Không biết là cell pin đến từ brand nào nhỉ? Hôm mới đầu bán ấy, thì anh em cứ lăn tăn mãi không biết là LiPo hay là 21700 hay là 18650. Xong rồi mọi người lại băn khoăn là pin từ hãng nào. Ôi dồi. Ok. Như vậy là mình đã lấy được nó ra này các bạn này. Giờ mình sẽ cắm tiếp để chúng ta cùng check nhiệt độ tiếp các bạn nha. Đó. Như vậy là mình đã cậy bị ngược các bạn. Nắp trên của nó đây này. Thực ra cũng không đúng lắm. Nắp trên thế nhưng mà PCB lại dính vào nắp trên thôi. Đó. Chúng ta sẽ cùng tháo luôn các bạn nha. Cẩn thận. Ở đây có con ốc giữ PCB này. Và chúng ta lại chỉ có hai con thôi. Cell pin cũng nằm ở đây ấy, nên là nó cũng bị rất là nóng trong thời gian viên pin của chúng ta sạc các bạn nha. Đây, đo cho anh em thấy này. Cái điểm nóng nhất là 60 độ này. Đúng không? 61 độ này. Và cái điểm mình đang chỉ vào là cái cell pin nó cũng phải nóng đến 50 độ. Đó. Cái này để 5 phút nó tự tắt. Bóc ra này. Ok, ở mặt trên và mặt dưới chúng ta có lớp đen đen này. Cái này giống băng dính hơn là tản nhiệt nhỉ? Có chức năng tản nhiệt không? Không giống như là vật liệu tản nhiệt đâu các bạn. Đó. Đây là mặt trong này. Thì nó bằng nhựa các bạn nhé. Nhựa và được sơn giống kiểu sơn mạ các bạn. Bề mặt rất đẹp luôn. Tiếp đến này. Lõi của chúng ta. Các bạn sẽ có 3 cell pin 18650. Có thông số rất là đầy đủ ở đây. 18650 này. 30MP đến từ brand nào đây? À, chỉ có thông số ở đây thôi. Thì quay video nhanh chưa kịp tra, anh em nào chơi pin đúng không? Biết về cell pin này thì có thể thông tin hộ mình xem là nó đến từ brand nào nhá. Đấy. SVK18650 này, 34MP này, 20H21C. Nó không để tên brand ở đây. Cả 3 viên nhá. Lắp thành pin 3S này các bạn này. Lắp thành pin 3S. Và đây chúng ta có các dây, dây âm, dây dương và hai dây cân bằng. Ủa, xéo pin nóng các bạn. Cầm ở đây mà vẫn thấy nóng này. Này các bạn này. Nóng lên đến sắp xỉ 50 độ. Xéo pin nó, liệu nó bị nóng trong thời gian kiểu dài như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không nhỉ? Đó. Bên này mình vẫn đang cắm sạc từ nãy đến giờ này. Nóng nhất là chỗ này nhưng mà nó có cục tản nhiệt rất to ra phía sau. Thế còn cell pin thì gần như là mát lạnh luôn này các bạn này. 36-37 độ này. Đó. Thế còn bên này thì cell pin lúc nào nó cũng phải cỡ 50 độ như này. Đấy. Nóng nhất thì chúng ta sẽ đo trong con chip này nó sẽ lên đến 70 độ, sắp xỉ 70 độ. Ở khu vực con chip. Xem ở khu vực quận cảm này nữa này. Cũng sắp xỉ 70 độ các bạn nhé. Điểm nóng nhất này. Đó. Pin của chúng ta này. Cái ông cell ở giữa này là cái ông gần cái quận cảm này nhất, bị nóng nhất các bạn. Ok. Đây là các thành phần linh kiện của viên pin này. Đó. Chúng ta sẽ có con IC chính này. Nhìn ở đây là anh em sẽ thấy ngay các thành phần linh kiện của nó. Chúng ta sẽ có con IC chính ở đây là ears
Air Power đúng không ạ? EDP3000, lần đầu mình gặp con chip này. Đó. Anh em có thể check xem nó đến từ brand nào. Tiếp đến các bạn sẽ có cụ 41F cùng với cả một quận cảm ở đây cho mạch tăng hạ điện áp này. Đấy. Bên cạnh này các bạn sẽ có một con IC. Đây là con IC sạc cân bằng rồi các bạn. Sạc và bảo vệ pin này. L6033 AAF các bạn nhé. Mặt sau này tương ứng với vị trí con IC cân bằng này, các bạn sẽ có 21F đóng mở của pin này các bạn này. Đó. Tiếp đến thì con IC bị xóa chân ở đây, thì xóa tên ở đây thì chính là cái con IC hiển thị quét đèn LED này các bạn. Tương ứng như vậy ở các cái cổng sạc, chúng ta sẽ tìm xem là chúng ta sẽ có 1F đóng mở cho các cổng hay không. Đấy. Thì trông có vẻ như là cái con 1F này nó sẽ nằm ở cổng C này. Thế còn hai cổng A này sẽ chỉ có cái 1F đơn này thôi các bạn này. Đó là theo dự đoán của mình. Các cái con trở lấy mẫu ở đây. Tụ điện thì đến từ brand nào đây? Thông tin ở đây anh em có thể tra nhé. Nút nhấn này. Đó. Đây là toàn bộ các thành phần linh kiện của viên Zendu X3. Anh em nào biết pin này đến từ brand nào có thể comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cái vấn đề mình lăn tăn nhất về mặt nhiệt độ thì anh em có thể thấy được là cái nhiệt độ của nó khi mà lan ra vỏ khá là cao. Đấy. Dẫn đến việc là cái trải nghiệm sử dụng là hơi sợ. Đây, tương tự như vậy bên này chúng ta có một viên pin cũng đang kéo 40W. Thì cái điểm cao nhất của nó ở bên trong ấy là 74 độ rồi này. Bên này chúng ta sẽ xem thử. Nó cũng xem các bạn này. Nhưng mà nó tản ra vỏ nhiều hơn. Và nó lại lan xuống 2 cell pin nhiều hơn. Tại vì con này thì nó lại 45W nhưng mà nó không làm tản nhiệt. Bên này thì 40W in, 45W out nhưng mà nó có cục tản nhiệt rất là to. Anh em nào mà xem cái video mình bung con này, mặt bên dưới này nó cũng một cục tản nhiệt rất là to. Nên là sờ bên ngoài nó chỉ cỡ 30 độ đến cao là 40 độ như này. Đấy. Bên này chúng ta sẽ xem viên pin nguyên vẹn. Lên đến 45 độ rồi này. Nhưng mà sờ nó chỉ gọi là ấm ấm thôi. Bên này thì chúng ta sẽ có cảm giác nóng và cầm có khi còn hơi rát tay. Bây giờ thì mình sẽ rút cái cảm biến nhiệt độ này ra. Nó hoạt động ở mức nhiệt bao nhiêu mà có cảm biến hẳn hoi mà sạc hay xả chưa bao giờ thấy ngắt cả. Mặc dù là mình thử cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Bây giờ thử xì tí lửa vào các bạn nhé. Xem nó có ngắt không. Ủa nóng lắm các bạn, cầm cái bo mạch. Thôi nha. Có cảm biến hẳn hoi nhưng mà không biết được lập trình như nào mà mình xì lửa vào như này, nó phải lên đến hàng mấy trăm độ rồi. Xì lửa vào như thế mà không tắt là cảm biến nhiệt độ có như là không rồi. Tiếp theo mình sẽ test thử cảm biến của viên cúc tách này các bạn nhé. Các bạn thấy này, nóng cái là nó giảm dòng sạc về không luôn này. Giờ mình sẽ kiếm cái cảm biến khác hàn sang con này xem nào. Mà cần gì phải kiếm đâu xa, mình sẽ nhổ cảm biến của con cúc tách này sang các bạn nhé. Để anh em thấy là vừa nó vẫn hoạt động bình thường. Giờ mình sẽ nhổ nó sang đây. Lại tiếp tục sạc này. Mình sẽ thử viên pin này. Nó, mình đã ngắt bỏ cảm biến nhiệt ra rồi, xem là nó còn hoạt động không. Tháo cảm biến nhiệt ra này, không hoạt động nữa các bạn nha. Thế còn bên này thì mình đã cho cảm biến nhiệt vào trở lại này.
anh em có thể thấy này. Đó. Cảm biến nhiệt có cảm biến nhiệt nhưng mà không biết họ lập trình nó sẽ ngắt ở nhiệt độ nào trong khi mình xì hẳn lửa vào như này. Đến lúc mà thậm chí là nãy mình còn làm cháy cả một cái cảm biến mà nó còn không ngắt sạc, trong khi bên này chúng ta chỉ cần lướt qua cái bật lửa thôi là nó đã ngắt sạc về không, và thậm chí là ngắt cảm biến nhiệt ra là nó sẽ không sạc nữa này các bạn này. Đó. Thì đây là một điểm của viên Zendu anh em cần lưu ý nhá. Giá rất rẻ, cấu hình rất ngon. Từ pin 217, từ pin 18650 này, in out lên đến 45W này, nhưng mà cái nhiệt độ bên trong của nó khá là nóng và nó nóng lan sang các cell pin, tại vì đây là cell pin vỏ kim loại. Tiếp đến thì cái chế độ bảo vệ quá nhiệt của nó thì hình như là nó không hoạt động. Đó, qua cái quá trình thử nghiệm của mình thì mình thấy là gần như nó không hoạt động các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mời anh em cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.